Mặt trăng là gì? Vì sao chúng ta lại nhìn thấy mặt trăng? Và mặt trăng có những đặc điểm cơ bản nào? Đã bao giờ bạn từng đặt câu hỏi như vậy chưa? Trên thực tế, các nhà khoa học, các nhà thiên văn học đã nghiên cứu và đưa ra nhiều giả định. Có rất nhiều giả định về mặt trăng ở trên các hành tinh. Tuy nhiên, chúng ta nói về mặt trăng của hành tinh trái đất. Mặt trăng là gì? Có nhiều giả thuyết khoa học, nhưng theo giả thuyết được nhiều nhà khoa học ủng hộ nhất đó là nghiên cứu và giả định của Terra. Mặt trăng có từ rất lâu, từ cách đây 4,5 tỷ năm trước công nguyên, do sự va chạm còn sót lại của trái đất với một hành tinh khổng lồ. Hành tinh đó làm cho vỏ trái đất nóng chảy, những mảnh vỡ vụn bay xa trái đất, còn một hành tinh khổng lồ cũng vỡ tan. Qua ít thời gian, những mảnh vỡ vụn của trái đất và hành tinh được bồi tụ cùng với lõi của hành tinh lửa khổng lồ đó. Chúng kết hợp tạo thành một mặt trăng có kích thước, hình dạng và khoảng cách nhất định đối với trái đất. Bề mặt của vỏ trái đất đã trở nên lồi lõm và thay đổi so với bề mặt ban đầu. Còn mặt trăng cũng do sự bồi tụ của các mảnh vỡ vụn với lõi của hành tinh lửa khổng lồ. Lúc này chỉ là một thiên thể thiên thạch, không còn gọi là hành tinh nữa. Thì bề mặt của mặt trăng đã có sự thay đổi. Và khoảng cách giữa mặt trăng với trái đất cũng vì thế mà thay đổi theo. Tuy nhiên, chúng giống như một đôi bạn tri kỷ, luôn luôn được xoay quanh nhau. Mặt trăng thì quay quanh trái đất, nhưng chưa có một giả định nào khẳng định rằng mặt trăng có xoay quanh trục của nó hay không, hay là xoay quanh một quỹ đạo nào đó. Nhìn chung, giả thiết mặt trăng xoay theo hình elip là nhiều hơn cả, và trái đất tự quay quanh trục của nó là 23 độ 5 phút. Khoảng cách gần nhất giữa trái đất với mặt trăng là khoảng cách cận địa 362.600 km. Khoảng cách xa nhất là khoảng cách viễn địa 405.400 km. Và mặt trăng vẫn luôn xoay quanh trái đất với tốc độ quỹ đạo là 1.022 km trên giây, tương đương 3.760 km trên giờ. Kích thước của mặt trăng lớn hơn 1/4 so với đường kính của trái đất và tương đương với xấp xỉ khoảng 3.000 km. Hình dạng bề mặt của mặt trăng không hoàn toàn tròn do các mảnh vỡ vụn chắp lại với lõi của thiên thạch khổng lồ. Bởi vậy, mặt trăng có chỗ lồi, chỗ lõm. Hàng ngày, nó vẫn quay quanh trái đất và có ảnh hưởng không nhỏ tới sự sống trên trái đất. Phần này chúng ta sẽ đề cập trong một video khác. Mặt trăng có cấu tạo gồm hai mặt, mặt sáng và mặt tối. Mặt sáng có khả năng nhận được ánh sáng từ mặt trời và nó phản chiếu ánh sáng của mặt trời tới trái đất. Vì vậy cho nên chúng ta đã nhìn thấy phần sáng của mặt trăng với một hình dạng nào đó trong những ngày trong tháng. Tuy nhiên nó cũng gần giống như nhau, nó cũng thể hiện sự lồi lõm trên bề mặt của trái đất và mặt trăng. Còn mặt tối thì có nhận được ánh sáng mặt trời nhưng không tối hoàn toàn. Tuy nhiên nó không phản chiếu ánh sáng của mặt trời tới trái đất. Vì vậy chúng ta không nhìn thấy mặt trăng là phần mặt tối, còn phần mặt sáng chúng ta nhìn thấy. Như vậy, hình dạng của mặt trăng trên trái đất nó có 8 hình dạng giống như video trước chúng ta đã đề cập tới. Đó là hình trăng khuyết, hình khuyết khoảng 49%, khuyết khoảng 51-99%, hình trăng tròn, trăng khuyết nửa sau tháng và trăng khuyết. Hiện nay có rất nhiều giả thiết, nhưng cũng chưa có giả thiết nào bác bỏ được giả thiết Terra rằng mặt trăng là thiên thạch.